Nhà tù này xây dựng từ năm 1862, sử dụng trong 113 năm cho đến năm 1975. Ban đầu chỉ dựng lên bằng một dãy với đất và mái tranh, chuyển ra côn đảo 50 tù nhân đầu tiên. Những người tù đầu tiên đã kết hợp với quan lính triều Nguyễn có sẵn ở trên côn đảo, làm một cuộc nổi dậy đốt phá trại giam, đánh đuổi khoảng 10 tên giác ngục Pháp xuống một chiếc thuyền trở về nước. Thực dân Pháp quay trở lại côn đảo, giết chết tại đây trên 100 người, bắt sống 20 người. Họ buộc 20 người này mang hơn 100 xác chết ở đây lên chôn tại một đồi khác, đào một cái hố chôn sống luôn 20 người tù này. Sau đó thì cho xây dựng một trại giam kiên cố, 10 phòng tập thể, 20 xà lim, một khu đập đá và khu hầm xe lúa. Những người tù không những bị giam cầm cấm cố mà còn phải đi lao động khổ sai. Nhiều người đến chỗ phòng giam bắt người tù đứng bên ngoài tẩy trần chuồng ra nằm lạnh lẽo trên những bệ xi măng. Sang thời Nguyễn Huệ vẫn sử dụng những trại giam do Pháp xây dựng khi là trung tâm cải hướng do xây dựng nhà Nguyễn, nhà An. Nhìn vào chẳng khác nào đây là một cái công viên, nhưng mà những công trình này xây nhưng mà tù nhân không được sử dụng. Trong 10 phòng tập thể, phòng hy sinh nhiều người tù là phòng 6, sau này phục chế mô hình tượng. Bây giờ ta vào trong.